Hello, xin chào tất cả anh em. Bữa nay thứ hai đầu tuần mình cũng có buổi sáng có công việc phải đi qua bên bên Cam chút xíu, vì chiều về thì cũng có một số hàng có bao phục nay về. Hôm nay giá bình ổn hơn trước chút xíu nha anh em, nay giá còn có 2.250.000 à, thì anh em xem chi tiết nha. Phục nay về khoảng 40-50 cặp gì á, mã của nó đây. Thì phục này anh em muốn cái loại mà chưa vô đôn cũng được, mà loại mà vô đôn sẵn cũng có đầy đủ nha anh em. Mình khui ra hộp ngẫu nhiên cho anh em xem ha. Đá 2022 vô đôn sẵn cho anh em luôn nè. Quay qua cái mà chưa vô đôn ha, thì cái vô đôn với cái chưa vô đôn mà giá vẫn như nhau anh em. Tại có cái anh em muốn về tự vô thì mình giao cái mà về cho anh em tự vô ha. Này có hai cục nhôm với cái bù sông, mình sẽ mở một cặp mà chưa vô nhôm cho anh em xem ha. Này hộp lúc còn nguyên này, thì cuộc này thì nó có tiếng từ xưa tới giờ, có thời điểm nó lên tới 2.450.000 lần. Hiện giờ thì giá nó bình ổn mà lên theo giá thị trường á, hiện giờ giá chỉ còn có 2.250.000 thôi. Cặp mà chưa vô lên thì nó cũng đá 2 giống nhau anh em. Này là chưa vô nè, này về thì anh em tự vô ha. 2.250.000, xin lỗi, lèo lưỡi, 2.250.000 cặp nha anh em. Bao ship cho anh em. Còn đây là phục quay y hàng 10, phục sao 1.600.000. Phục trước, phục trước thì giá cao hơn, phục trước là 2.000.000 bao ship, phục sau là 1.600.000 không bao ship. Nhông xin dễ đi đi lắp vừa cho quay pha quay RS khu chè neo khu chè 2 106 mắt sơn 9 ly nha nè, 14-35 310.000 bộ. Camacon dành cho rim 100 nè, dành cho khu chè led nữa, khu chè led khu chè neo thì đồng giá 208, anh em mua 3 bộ bao ship. Cặp phục nè mới tháo xe hôm qua luôn nha nè, xe mới đi có chừng 200 cây à. Này là không có qua tẩy rửa luôn, nước còn chưa rửa nữa nha. 1.600.000 đẹp luôn. Này đèn siam goxi nha anh em, 17 nhân 1.20 1.4 với 17 nhân 1.40 1.4 trùng mã, cặp 850.000 bao ship. Lắp vừa cho quay game thắng đĩa thắng đùm gì gắn được hết nha anh em. Còn cản quay y hàng 10 mẫu neo màu bạc, lắp cho màu đen hoặc là màu bạc đều được nha anh em. Xài áo hai màu đó thì đều xài cản bạc thì 600.000 cây. Đây là cặp gác chân game 125 anh em, hàng đẹp luôn anh em. Nhìn nước sơn với lại cái khoe gài là biết nó còn đẹp rồi ha. Thì một cặp này là 800, mình không vệ sinh không rửa nước nha anh em. Thì cặp 800 nó khác với cặp 1.000.000 nha, thì cặp 800 nó có xước nhẹ chỗ này một tí nè ha anh em, nhìn đấy ha, có luôn cái cao su với acro của chỗ bắc bô. Lắp vừa cho khu chè neo khu chè 2 quay alpha quay rs rim 100 cô vẫn bắt được nha anh em. Cái đầu bò của rim 125 anh em, thì bầu này đầu này đời 28, đời 28 nguyên cái đầu như vậy, mình đang xả chỉ có 700.000 thôi anh em. Anh em về đưa lên khu chè neo khu chè 2 là ok. Là bình xăng rim 125 anh em, hàng mới 100% luôn, hàng mới Thái Lan 100%. Đây cái mã của nó đây, một bình như vậy là 1.400.000 nha anh em.
hàng mới Thái. Anh em muốn chơi hàng xé bịch thì lấy cái này lắp vừa cho khu chợ neo, khu chợ 2 quen pha nhỏ vẫn được nha, super vẫn được. Đây là gấp cặp te của quay y hàng 10 nha, gấp bên đây cặp te, còn bên đây quay 125 203, thì một cây một bộ vậy là 2 triệu, hàng mới 100%. Cuối clip cũng cảm ơn anh em gần xa đã ủng hộ mình á, anh em đang xem video cũng vậy, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em về clip tiếp theo á, xin chào và hẹn gặp lại.